Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 30 quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Quy định này được áp dụng từ tháng 1 năm 2024. Theo đó, Bộ Y tế quy định 50 bệnh tình trạng bệnh được phép khám chữa bệnh từ xa, đơn cử như các bệnh béo phì, viêm mũi họng cấp tính, viêm mũi họng mạng tính, viêm lợi, đau chai gái, hội chứng cánh cổ tay, đau thắt lưng, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, Suy giáp, suy thận chưa chạy thận nhân tạo, hen phế quản. Bên cạnh đó, một số bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh tâm thần được phép khám chữa bệnh từ xa, bao gồm rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn tâm thần, đau đầu do căng thẳng, rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, sa sút trí tuệ, Alzheimer, Parkinson. Ngoài ra, một số bệnh truyền nhiễm được khám chữa bệnh từ xa như sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo, cúm COVID-19, một số bệnh thuộc chuyên ngành da liễu cũng được khám chữa bệnh từ xa, gồm bệnh da do virus bệnh da dị ứng miễn dịch và da viêm bệnh da do nhiễm khuẩn bệnh da do nấm ký sinh trùng đáng lưu ý bệnh truyền nhiễm hivs cũng nằm trong danh sách được khám chữa bệnh từ xa ngoài ra còn một số bệnh khác thuộc chuyên ngành mắt phục hồi chức năng tiêu hóa hô hấp cũng được cho phép khám chữa bệnh từ xa thông tư 30 quy định danh mục bệnh tình trạng bệnh được khám bệnh chữa bệnh từ xa dựa trên căn cứ của luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi được quốc hội thông qua năm 2023 theo Điều 80 của luật này, người hành nghề với người bệnh phải thực hiện theo phạm vi hành nghề. Vì chữa bệnh từ xa, phải theo danh mục bệnh, tình trạng bệnh do Bộ Y tế ban hành. Người hành nghề phải chịu trách nhiệm về kết quả chuẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình.